Ô chào quý vị và các bạn, hôm nay là cửa hàng Bảo Trâm giới thiệu quý vị các bạn, đây là cái cây thước cơ 500 Canon. Đây thước Canon 500 nha, cái này các bạn nhìn cái số nó còn sắc sảo, nhìn thấy rõ nha. Đó, rồi đây là 500 đây nè. Đây là made in Japan đàng hoàng nha quý vị, đây là made in Japan stainless, tức là cái thép không gỉ. Đây là cái biểu tượng của cái logo của Nhật, nó 5 tấc. Cái này nó không có cái đuôi các bạn. Cây này là đảm bảo các bạn còn ngon lành, đẹp, ngoại hình đẹp. Rồi bây giờ ở đây là gì thì kiểm tra mỏ miệng nó sao đây. Ví dụ như đây mỏ miệng nó là đảm bảo gì là còn sát nha. Các bạn đưa lên đèn đây nè, đó. Đây ánh đèn đây, đây. Hở ra nè, đó. Đây nè, hở ra nè. Rồi để thử. Bây giờ ấy gì bỏ vô cái dưỡng ren thử cho các bạn coi như thế nào cái dưỡng đây là cái mặt đạn. Rồi mình bỏ ra mình đo thử cho các bạn coi cái độ chính xác nó đây. Thì giờ bây giờ mình để bên ngoài đây đi, để vậy đi à, rồi đây nè, rồi đây là mình để ở ngoài mỏ nè, à, cho nó song song vậy nè, rồi đây nè nó mà để ngoài xa nè, rồi đây là mình kiểm chia chiếu vô đây nè, rồi đây theo cái vạch số 10 nè. Số 10 nó trùng nha. Rồi mình đang xem sát vô trong ngay chỗ này à, rồi đây cái vạch số 10 trùng luôn đó. À, thì đo cái lỗ thì sao đây, đây cái lỗ nó các bạn thấy là 15 15 đúng luôn, cái số 10 trùng luôn. Thì mình đo múc vô trong thì sao? Yeah, bây giờ ở đây thì mình, ngoài nó là như vậy thì dùng cho nó vô trong đó. Đó các bạn cho vô trong nha. Rồi đây nè, rồi đó, vô trong nè, múc sát trong này, rồi đây nè, đó, số 10 nó trùng nhau các bạn. Cái thước Canon thì thường cái hàng Canon thì nó đây đó, thì phía sau này ha, không có trầy xước đó. Có cái này nó không có cái đuôi thôi, rồi đây nè đó. Rồi mỏ miệng đảm bảo sát khít không có hở. Rồi cái thước này ngoài dạng số xiết nhìn còn ok. Số đây nè, đặc biệt số đây nhìn nó rõ nè. Rồi đó là cái cây thước Canon 500